Mà đây. Dọc bả. Dọc bả, dọc bả. Từ nó bớt thì từ. Chuột anh? Ừ. Kiểu lâu không đi mà anh. Ừ. Già rồi. Nó cũng bớt từ từ. Ôi, mấy khúc lên dốc mà đạp nhiều nguy hiểm. Căng. Mấy khúc lên dốc chịu không nổi nên đẩy. Một cái đường giờ nhìn kinh thế này. Chậm chậm lại đợi tôi chút nha. Được chưa?